Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã chuyển sự chú ý sang cái mà gọi là thác vàng. Theo các hãng thông tấn của Trung Quốc, mưa lớn quét qua miền Bắc và miền Trung Quảng Tây từ ngày Chủ nhật tuần qua đến ngày hôm nay, gây thiệt hại cho 1 triệu người ở 46 quận. Mức độ phản ứng khẩn cấp đã được nâng từ mức 4 lên mức 3. Cho đến nay, 99.500 cư dân đã phải di rời, 76 người thiệt mạng và 30 người mất tích, trong khi thiệt hại tài chính trực tiếp lên tới 3,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 553 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, một báo cáo hôm nay của phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không đề cập đến thương vong hoặc thiệt hại tài chính do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Thay vào đó, họ chuyển sang tập trung vào một thác nước địa phương tại làng Đức Thiên ở huyện Đại Hưng, tỉnh Quảng Tây, khi mô tả nó trông ngoạn mục ra sao và thác vàng đã hình thành như thế nào. Câu chuyện mà một nhan đề quảng cáo tạm dịch là hiếm thấy. Thác vàng xuất hiện ở Quảng Tây cùng với một video dài 9 giây. Họ giải thích rằng màu sắc được tạo ra với sự trợ giúp của ánh sáng mặt trời và các thác gành do mực nước ở thượng nguồn sông Quý Xuân tăng lên đột ngột. Tuy nhiên, một loạt các bài đăng trực tuyến đã đặt câu hỏi về tuyên bố của CCTV. Một người dùng Internet tự xưng là Hu Wen Pestitip Yao Li đã nhận xét rằng quá rõ ràng rồi, điều này cho thấy khả năng bảo vệ môi trường yếu kém, xói mòn đất đai, trong khi CCTV nghĩ ra một thuật ngữ để đặt tên cho nó là thác vàng. Một cư dân mạng khác có tên người dùng là Cowboy ở núi Côn Lôn cho biết hãng thông tấn này có vấn đề nghiêm trọng trong việc định hướng báo chí vì họ ca ngợi sự suy thoái đất nghiêm trọng thành nước vàng. Một người tên là Hoàng Quý Hùng cho rằng video có vẻ hấp dẫn vì nó xuất phát từ quá trình xử lý bộ lọc nếu so sánh với màu sắc của những bụi cây xung quanh. Trong quá khứ, một chiến thuật của Trung Quốc là cố gắng tạo ra một câu chuyện tích cực từ một bi kịch để che đậy sự thật trọn vẹn từ người dân Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đầu tuần vừa qua, giới chức ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên đã lên kế hoạch chỉ định ngày xảy ra trận động đất ở địa phương là ngày tạ ơn để thể hiện lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà họ nhận được, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, hành động này bị chỉ trích là vô nghĩa và vô liêm sỉ. Theo một tài khoản chính thức, trận động đất đã làm 68,712 người thiệt mạng và 17,92 người mất tích. Dựa trên những phát hiện của họ, các bậc phụ huynh nghi ngờ rằng các tòa nhà sập đổ là vì được xây dựng kém, sử dụng xi măng và thép không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Hà Nam đang xảy ra lũ lụt, trong đó đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mới đây, một nạn nhân may mắn thoát khỏi đường hầm Kinh Quảng đã nghẹn ngào kể lại thời khắc sinh tử lúc đó. Hành trình thoát nạn thật khiến nhiều người thương tâm. Lúc đó mực nước dâng lên cực nhanh, xe hơi của họ bỗng nhiên nổi lên, nước bỗng chốc đã cao đến hơn 2 mét. Anh và gia đình đã may mắn thoát nạn vì bám được vào một ống nước. Vừa mới thoát ra chưa đầy 3 phút, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Trước đó 2 ngày, một trận mưa lớn hiếm hoi khiến Trịnh Châu phải xả lũ trong hồ chứa một cách bất ngờ. Một số lượng lớn phương tiện và người dân bị mắc kẹt trong đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu. Trang Peer Video Trung Quốc đưa tin, mấy ngày qua Ngô Cường vẫn bị đau khắp toàn thân. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó đều rùng mình sợ hãi. Anh nói, hôm xảy ra vụ việc, anh cùng em rể và tài xế lái xe ra ngoài làm việc. Khi đến đường hầm Kinh Quảng thì bị kẹt xe. Sau một hồi chờ đợi, Ngô Cường quyết định xuống xe hút thuốc thư giãn. Không ngờ thuốc chưa hút xong thì nước đã dâng đến mắt cá chân. Mọi người đều trở tay không kịp. Mực nước trong vài phút liền dâng cao. Xe hơi dần dần nổi lên, nước tràn vào xe khiến đèn pha chập chờn, cốp xe tự động mở tung ra. Ba người không mở được cửa xe nên phải trèo ra từ cửa sổ trời của ô tô. Khi họ thoát ra ngoài ô tô thì nhìn thấy các chủ xe khác cũng đang tìm cách thoát thân, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vì tài xế không biết bơi nên chỉ có thể ở trên nóc xe, tài xế bảo họ đi trước và nói hai cháu còn con nhỏ. Nhưng Ngô Cường không chịu đi, anh ấy nói cháu mà để chú ở lại thì chú phải làm sao, chú lại còn không biết bơi, Ngô Cường cho biết. Khi họ quyết tâm nhảy xuống nước, họ không ngờ nước lại sâu như vậy. Ít nhất phải sâu hơn 2 mét.
Ngô Cường cao 1,75m cũng không thể chạm chân được đến đáy. Anh lại nhanh chóng leo lên nóc xe, còn em rể thì vẫn còn dưới nước đang cuống cuồng tóm lấy vật gì đó để không bị cuốn đi. May thay, trong lúc hoảng loạn đã bám được vào một cái ống và thoát chết. Sau đó, cả ba người may mắn nắm được thành cầu và động viên nhau leo lên từng bước một. Lúc này, những chiếc xe đã chìm sâu trong biển nước và biến mất. Ngô Cường nhớ lại khi cả ba chúng tôi lên thoát khỏi đường hầm, trên mặt nước không còn ai cả, cũng không có một người nào kêu cứu. Bạn thực sự không biết khi sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã sợ hãi đến nhường nào. Ba người may mắn bám được vào một đường ống nên cuối cùng đã thoát khỏi đường hầm. Chưa đầy 2-3 phút sau khi thoát ra, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ, họ là những người cuối cùng thoát được khỏi đường hầm. Khi Ngô Cường nhớ lại, anh liên tục lắc đầu, thở dài và nghẹn ngào. Anh nói, mấy hôm nay nghĩ đến chuyện trong đường hầm làm anh khóc hai trận. Hay, không biết có bao nhiêu người không kịp chạy ra khỏi đường hầm nữa. Trong trận lũ lụt này, cả hai lối ra Bắc và Nam của đường hầm Kinh Quảng, Trịnh Châu đều bị ngập nước và nhiều phương tiện trôi nổi bên trong. Hiện trường cho thấy, có những chiếc xe ô tô bị lật ngược, nhiều chiếc xe nằm chồng chất lên nhau, cảnh tượng khiến ai nấy đều thương tâm. Rốt cuộc có bao nhiêu người thiệt mạng trong phía Bắc đường hầm Kinh Quảng, cơ quan chức năng đều không thông báo con số thực tế. Từ chiều ngày hôm nay, trước khi bắt đầu hoạt động hút tháo nước trong đường hầm Kinh Quảng, nước tích tụ trong hầm lên tới khoảng 13m. Đến khoảng 6 giờ 30 hôm Chủ nhật, nước tích tụ trong đường hầm tại nút giao thông Hoài Hà, đoạn Bắc Kinh-Quảng Châu đã được rút hết, thực hiện khai thông hoàn toàn lối ra vào. Kính thưa quý vị, nước lũ tràn vào sa mạc Khắc Lạp Mã Can, sa mạc lớn nhất và khô hạn nhất của Trung Quốc, và tạo ra một hồ nước khổng lồ rộng bằng 42.000 sân bóng đá. Công ty dầu khí nhà nước Sinopec thông báo rằng trận lụt ở sa mạc đã nhấn chìm khoảng 50 phương tiện thăm dò dầu và 30.000 bộ thiết bị. Theo phát ngôn viên của công ty Sinopec, tổng diện tích bị ngập của trận lụt là hơn 116 km2 và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác và sản xuất của dầu mỏ. Tờ Observer của nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm nay. Tờ Observer cho biết, lũ lụt đã làm hư hại những con đường mà công ty Sinopec xây dựng để sản xuất dầu khí trên sa mạc và các cột điện thoại nghiêng ngả theo các hướng khác nhau do hậu quả của lũ lụt. Sa mạc ngập nước không có dân thường sinh sống và chỉ có nhân viên của công ty Sinopec làm việc trong mỏ dầu là những người duy nhất sống ở đó. Hôm qua, công ty Sinopec đã chia sẻ một đoạn video trên tài khoản chính thức của mình trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một đoạn phim cho thấy lũ lụt đã nhấn chìm vùng sa mạc bằng phẳng, nơi chẳng có sông và không có chỗ nào để thoát nước. Một nhân viên của công ty Sinopec nói với tờ Tài Tân hôm qua rằng trận lũ bắt đầu vào giữa tháng do mưa lớn và sau khi mưa giảm dần, nước lũ đã không thoát hết. Tệ hơn nữa, nhiệt độ tương đối nóng trong khu vực đã khiến băng tuyết trên núi Thiên Sơn gần đó tan chảy, khiến sa mạc càng thêm ngập lụt. Một nhân viên của công ty Sinopec cho biết cát trên sa mạc có khả năng thoát nước tốt. Hơn nữa, anh và các đồng nghiệp của mình tin rằng nước sẽ sớm rút hết. Điều này thực sự tùy thuộc vào việc liệu trời có mưa trong những ngày tiếp theo hay không, anh nói thêm. Một nhân viên khác của Sinopec nói với trang tin tức Jiaman của nhà nước Trung Quốc rằng tất cả các thiết bị bị ngập có thể được sửa chữa sau trận lụt. Sa mạc Khắc Lạp Mã Can nằm ở khu vực phía nam Tân Cương và được bao quanh bởi dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy Thiên Sơn ở phía bắc, dãy Pamir ở phía tây và sa mạc Gobi ở phía đông. Sa mạc có diện tích 130.000 dặm vuông, lớn hơn một chút so với diện tích của tiểu bang New Mexico. Vùng ngập lụt nằm ở phía bắc của sa mạc gần với dãy Thiên Sơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!